ai có thể phá kỷ lục ghi bàn tại Champions League của Ronaldo? Cristiano Ronaldo vẫn đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất lịch sử Champions League. Vậy ai có thể vượt qua được thành tích của siêu sao người Bồ Đào Nha trong tương lai? Ronaldo, vua kỷ lục tại Champions League, Ronaldo đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất tại Champions League với 140 bàn. Champions League là đấu trường danh giá nhất thế giới cấp câu lạc bộ. Đội bóng nào cũng muốn được tham dự và vô địch giải đấu này. Và đương nhiên cầu thủ nào cũng muốn được ghi danh trong lịch sử của giải đấu. Tất nhiên, không dễ để làm được điều này. Chỉ những ngôi sao kiệt xuất mới có thể được vinh danh tại Champions League. Trong lịch sử 30 năm của giải đấu, đã có rất nhiều ngôi sao được ghi nhận và vô số kỷ lục được thiết lập để rồi lại bị xô đổ một cách ấn tượng. Cứ thế, Champions League ngày càng trở thành một đỉnh cao mà mọi cầu thủ đều muốn vươn tới và bước lên. Và một trong số những ngôi sao khát khao chinh phục cũng như thiết lập các kỷ lục mới chính là Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha có cho mình hàng loạt kỷ lục đáng ngưỡng mộ. Ronaldo là cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất tại Champions League. Ngôi sao sinh năm 1985 có tổng cộng 183 lần ra sân ở đấu trường danh giá này. Trong đó, Ronaldo thi đấu 101 trận cho Real Madrid, 59 trận cho Man United và 23 trận cho Juventus. Đồng thời, Ronaldo cũng giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất tại Champions League. Anh có 140 bàn thắng và phần lớn trong số này được ghi ở Real Madrid. Cụ thể, Ronaldo có được 105 bàn thắng cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, bên cạnh 21 bàn cho Man United và 14 cho Juventus. CR7 cũng giữ kỷ lục 6 lần liên tiếp giành ngôi vua phá lưới, tổng 7 lần. Ngoài ra, anh cũng là người ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải với 17 lần lập công ở mùa 2013-14. Cũng chỉ có Ronaldo là người duy nhất đến nay lập 3 hat-trick trong một mùa giải, mùa 2015-16. Ngoài ra, CR7 cùng với Messi còn là hai người có được nhiều hat-trick nhất tại giải đấu này, cùng 8 lần. Trong số các kỷ lục này, thành tích ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Champions League có lẽ là đáng chú ý nhất. Tuy nhiên, CR7 có lẽ sẽ không thể nâng cao thành tích của mình khi anh đã 38 tuổi và đang khoác áo câu lạc bộ Al Nassr tại Saudi Arabia. Dù Ronaldo vẫn luôn khát khao quay trở lại châu Âu, nhưng khả năng này là khá thấp. Ai sẽ đuổi kịp CR7? Câu hỏi được đặt ra bây giờ chính là việc ai sẽ phá được kỷ lục của Ronaldo. Messi là người đứng gần nhất với 129 bàn sau 163 lần ra sân. Ngôi sao người Argentina được cho là vẫn đang duy trì phong độ khá ổn định và chỉ hơi suy giảm đôi chút so với thời kỳ đỉnh cao. Vấn đề là Messi khoác áo PSG trong 2 năm gần đây nhưng có vẻ không thực sự phù hợp với đội bóng này. Bằng chứng là anh chỉ có được 9 bàn tại Champions League sau 2 mùa chơi cho đội bóng thành Paris. PSG cũng thường xuyên sớm dừng chân, nên Messi không có nhiều cơ hội gia tăng thành tích. La Pulga nhiều khả năng sẽ ra đi trong mùa hè này sau khi hết hạn hợp đồng với PSG. Ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa biết anh sẽ chọn bến đỗ nào tiếp theo. Có khá nhiều đội bóng quan tâm tới Messi, bao gồm không ít đại gia tại châu Âu. Trong đó, đáng kể nhất chí là câu lạc bộ cũ Barca. Tuy nhiên, Blaugrana lại đang gặp khó khăn về tài chính. Các đội bóng khác đã liên hệ với Messi là Al Hilal, Saudi Arabia và Inter Miami, MLS. Đây đều là những câu lạc bộ lắm tiền nhiều của và sẵn sàng trao cho La Pulga những ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Nhưng nếu Messi không ở lại châu Âu, khả năng anh đuổi kịp thành tích ghi bàn của Ronaldo là bất khả thi. Hai người đang đứng ngay sau Ronaldo và Messi là Robert Lewandowski và Karim Benzema. Tiền đạo người Ba Lan có 91 bàn sau 111 trận. Trong khi ngôi sao người Pháp đạt thành tích 90 bàn sau 152 trận. Tuy nhiên, cả hai tiền đạo này đều đã lớn tuổi, trong khi khoảng cách với Ronaldo và Messi là quá lớn. Cơ hội để họ đuổi kịp bộ đôi siêu nhân kia gần như là bằng không. Niềm hy vọng bây giờ sẽ được đặt vào vai của những ngôi sao trẻ như Erling Haaland và Kylian Mbappe. Haaland năm nay mới 22 tuổi nhưng đã có được 35 bàn, còn Mbappe có được 40 bàn ở tuổi 24. Đáng chú ý là hiệu suất ghi bàn đáng nể của bộ đôi này. Mbappe đạt hiệu suất 0,66 bàn mỗi trận,
nhưng đáng sợ nhất là Haaland với hiệu suất 1,21 bàn mỗi trận. Nếu không gặp chấn thương hoặc bất ngờ sa sút phong độ, việc Mbappe và Haaland có thể cân bằng được thành tích của Ronaldo là hoàn toàn có thể xảy ra. Chẳng phải ngẫu nhiên mà cặp đôi này được cho là sẽ kế tục cuộc đua vĩ đại giữa Ronaldo và Messi trong tương lai. Phải thừa nhận kỷ lục của Ronaldo là một ngọn núi vĩ đại mà ít ai có thể leo lên được. Nhưng việc phá các kỷ lục chính là động lực để phát triển của bóng đá. Chẳng phải trước đây, chẳng mấy ai có thể nghĩ Ronaldo và Messi sẽ phá sâu kỷ lục của Rô González đó thôi. Messi tiến sát kỷ lục kiến tạo của Ronaldo. Dù Messi sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc bắt kịp Ronaldo về thành tích ghi bàn, nhưng về thành tích kiến tạo thì anh lại có nhiều cơ hội hơn. Theo đó, CR7 đang là cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất tại Champions League với 42 kiến tạo. Messi hiện chỉ kém kỷ lục đó đúng 2 pha kiến tạo.